chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trời thương cho lộc, ghét cạn lộc trời, nghèo mấy cũng đổi đời đại gia. Kính thưa quý khán giả, đặc biệt là quý cô bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, chắc hẳn trong thời gian qua, quý cô bác đã phải trải qua không ít những thử thách, khó khăn, có thể là trong công việc, trong sức khỏe, hay những nỗi lo về tài chính, khiến cho cuộc sống đôi khi trở nên mệt mỏi, bế tắc. Có thể trong những tháng ngày đó, quý cô bác cảm thấy như mình đã cố gắng hết sức nhưng kết quả lại không được như mong đợi, như thể mọi thứ đang quay lưng lại. Sự mệt mỏi, những nỗi lo không hồi kết, hay những sự cố bất ngờ trong cuộc sống đã khiến quý cô bác cảm thấy như bị cuốn vào dòng xoáy không lối thoát. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn gửi đến quý cô bác một thông điệp đầy hy vọng, một lời nhắn nhủ mà tôi tin chắc sẽ thay đổi mọi lo âu, khúc mắc trong lòng quý vị. Thời gian thử thách sắp qua đi và một chương mới sẽ bắt đầu. Đúng vào 7 ngày tới, vào tháng 11 âm lịch năm 2024, vận may sẽ chính thức quay lại với quý cô bác. Cơ hội lớn sẽ đến, tài lộc sẽ ập tới và mọi khó khăn trước đây sẽ chỉ còn là quá khứ. Những nỗ lực, sự kiên trì của quý cô bác trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Quý cô bác đã trải qua một hành trình không dễ dàng, nhưng đừng lo lắng, vì sự kiên nhẫn và nỗ lực không bao giờ là vô ích. Đây là thời điểm mà quý cô bác sẽ thấy những điều tốt đẹp đến bất ngờ, những cơ hội mới mẻ, đầy hứa hẹn sẽ mở ra trước mắt. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, vì đây chính là lúc quý cô bác bước sang một giai đoạn mới trong cuộc sống, đầy may mắn, tài lộc và thành công. Sự thịnh vượng mà quý cô bác xứng đáng có được sẽ không còn xa nữa, và cuộc sống sẽ được đổi thay theo hướng tốt đẹp hơn bao giờ hết. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, trong những ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ đối diện với một khoảng thời gian đầy thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn. Đây là cơ hội để bạn khẳng định bản thân và tạo dấu ấn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo và khôn ngoan trong mọi quyết định. Hãy cùng khám phá chi tiết về những cơ hội và thử thách này để có thể tận dụng tốt thời điểm và tạo ra những thay đổi tích cực. Về sự nghiệp, đây sẽ là một thời gian tương đối ổn định, đầy cơ hội thăng tiến nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tam hợp. Bạn sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt được những mục tiêu quan trọng đã đặt ra trước đó. Sự cống hiến và nỗ lực của bạn sẽ được ghi nhận, mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc. Các mối quan hệ xã giao cũng sẽ đóng vai trò quan trọng, giúp bạn xây dựng được những kết nối có lợi, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải giữ vững thái độ khiêm tốn, học hỏi từ người khác và tránh thái độ tự mãn. Một sự tự phụ hay chủ quan có thể khiến bạn gặp phải những rắc rối không đáng có hoặc bị lợi dụng bởi những kẻ có ý đồ xấu. Về sức khỏe, đây là lúc bạn cần hết sức cẩn trọng với những vấn đề có thể xảy ra bất ngờ. Tai nạn giao thông hoặc các bệnh tật có thể đến một cách bất ngờ nếu bạn không chú ý. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và duy trì thói quen ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Hãy đừng để những sự cố nhỏ làm gián đoạn quá trình phát triển của bạn trong giai đoạn này. Về tình cảm, đây cũng là thời điểm bạn có thể gặp gỡ và thu hút sự chú ý từ nhiều người khác giới, đặc biệt nếu tham gia các cuộc tụ tập hoặc sự kiện xã hội. Những mối quan hệ mới mẻ có thể mở ra, nhưng hãy thật sự thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào. Để tình cảm có thể phát triển bền vững, bạn cần thời gian để hiểu rõ đối phương và cho phép tình cảm tự nhiên nảy nở. Việc vội vàng và thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Tổng kết, đúng 7 ngày tới cuối tháng 11 âm lịch 2024 là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển bản thân, nhưng cũng đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và khôn ngoan trong mọi quyết định. Trong khi những cơ hội đang mở ra, bạn cũng cần tránh những rủi ro có thể ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe và các mối quan hệ. Để thành công và hạnh phúc lâu dài, bạn cần duy trì sự tỉnh táo, học hỏi từ những trải nghiệm xung quanh và không ngừng cố gắng. Với những thử thách và vận may đang xen, liệu người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 có thể tận dụng cơ hội này để thay đổi vận mệnh của mình? Cùng chờ đón những bước đi tiếp theo trong hành trình này để đạt được thành công,
hạnh phúc và sự an yên trong cuộc sống. Dưới đây là luận giải chi tiết, sâu sắc và giàu cảm xúc về từng phương diện của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong giai đoạn sắp tới. Phương diện công danh sự nghiệp. Trong giai đoạn tới, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ đón nhận một thời điểm đầy hứa hẹn trong sự nghiệp. Với sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ các sao lệnh lâm quang, cơ hội nghề nghiệp sẽ đến với bạn một cách rõ rệt, tạo nên một giai đoạn chuyển biến tích cực và mở ra những cánh cửa mới. Bạn sẽ không chỉ nhận được sự công nhận từ cấp trên mà còn có khả năng gây ấn tượng mạnh mẽ với đồng nghiệp. Đây là thời điểm bạn có thể thể hiện sự chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm, những yếu tố quan trọng giúp bạn chinh phục mọi thử thách trong công việc. Sự thông minh, nhạy bén và tinh thần cầu tiến của người tuổi Mậu Tuất chính là những yếu tố mạnh mẽ giúp bạn tạo dựng được niềm tin vững vàng từ đồng nghiệp, xây dựng các mối quan hệ trong công việc một cách hiệu quả. Khả năng giao tiếp tốt sẽ là chìa khóa mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài và bổ ích. Bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội phong phú. Điều này không chỉ giúp bạn nâng cao khả năng chuyên môn mà còn mở ra những cánh cửa mới trong con đường thăng tiến của mình. Tuy nhiên, một trong những điều quan trọng nhất mà bạn cần ghi nhớ trong giai đoạn này là không được phép tự mãn, ngay cả khi đạt được thành công lớn lao. Sự khiêm tốn sẽ luôn là yếu tố quyết định giúp bạn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và các đối tác. Nếu để sự kiêu ngạo và tự cao chi phối, bạn có thể dễ dàng mất đi sự tín nhiệm của mọi người, làm tổn hại đến những mối quan hệ tưởng chừng bền vững. Vì vậy, hãy giữ vững thái độ khiêm tốn, học hỏi từ người khác và đừng để những thành tựu của mình làm mờ mắt, khiến bạn lơ là với việc trau dồi bản thân. Ngoài ra, trong công việc, người tuổi Mậu Tuất cần đặc biệt cẩn trọng với những tranh chấp quyền lợi. Dù có nhiều cơ hội phát triển, nhưng sự xung đột về lợi ích có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, khiến bạn dễ dàng bị phân tâm và khó tập trung vào công việc. Nếu gặp phải những mâu thuẫn này, bạn nên giữ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc và giải quyết một cách khéo léo. Tránh để sự nóng giận hay những sự phản ứng tiêu cực gây ra những tác động xấu đến những mối quan hệ trong công việc. Điều quan trọng hơn hết là bạn cần phải học cách lắng nghe, tìm hiểu và giải quyết mọi vấn đề trong công việc một cách lý trí, ôn hòa. Hãy tập trung vào sự nghiệp một cách chủ động và có chiến lược rõ ràng. Đừng để những xung đột hay mâu thuẫn tạm thời làm ảnh hưởng đến con đường dài hạn của bạn. Sự nghiệp của bạn sẽ phát triển mạnh mẽ nếu bạn biết cách duy trì sự cân bằng trong mọi quan hệ, luôn hướng về mục tiêu lâu dài và không ngừng nỗ lực. Phương diện tài lộc. Về phương diện tài lộc, giai đoạn tới của người tuổi Mậu Tuất sẽ mang lại một sự ổn định và khả quan. Các cơ hội tài chính sẽ xuất hiện một cách tự nhiên nhờ vào sự hỗ trợ từ những mối quan hệ xung quanh. Bạn sẽ có cơ hội tìm thấy những dự án đầu tư tiềm năng, giúp tài chính của bạn phát triển vững vàng. Với những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ những người xung quanh. Điều này không chỉ giúp bạn giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn mở ra những cơ hội làm ăn lớn hơn trong tương lai. Đây là một thời điểm vô cùng thuận lợi để bạn bắt tay vào những kế hoạch đầu tư, kinh doanh hay hợp tác làm ăn. Các hợp đồng, giao dịch mà bạn ký kết trong thời gian này sẽ mang lại những kết quả khả quan, gia tăng tài sản và mở rộng cơ hội kiếm tiền cho bạn. Bạn có thể cảm nhận rõ sự ổn định trong tài chính của mình. Điều này giúp bạn có thể an tâm và tự tin hơn khi thực hiện các kế hoạch lớn. Tuy nhiên, dù vận tài lộc có đang thuận lợi, bạn cũng cần phải thận trọng với sự tham lam. Đừng để những cơ hội tài chính hấp dẫn làm bạn mất đi sự sáng suốt và lý trí. Dù có thể kiếm được những khoản lợi nhuận lớn, bạn cũng nên hiểu rằng không phải lúc nào mọi cơ hội đều phù hợp với mình. Sự tham lam có thể khiến bạn vội vã, hấp tấp đưa ra những quyết định thiếu cân nhắc, dẫn đến những rủi ro không đáng có. Điều quan trọng là bạn cần phải làm việc có kế hoạch và không bao giờ quá tham vọng. Nếu bạn gặp phải những cơ hội đầu tư mạo hiểm, hãy tìm hiểu thật kỹ và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Thực tế cho thấy, không phải lúc nào những cơ hội đầu tư rủi ro cao cũng mang lại lợi nhuận lớn. Một chiến lược tài chính thông minh chính là sự kết hợp giữa việc nghiên cứu kỹ lưỡng và kiên nhẫn trong quá trình lựa chọn dự án. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe để tránh những chi phí chữa bệnh không cần thiết. Nếu không giữ gìn sức khỏe, bạn sẽ dễ dàng phải chi tiêu nhiều tiền để chữa trị. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính của bạn. Hãy tạo ra những thói quen sinh hoạt lành mạnh, chăm sóc bản thân để đảm bảo sức khỏe tốt,
giúp bạn duy trì sự ổn định trong cuộc sống. Phong thủy. Về phong thủy, để thúc dưỡng tài lộc và mang lại may mắn, bạn nên chú ý đến phương vị Tây Bắc trong năm nay. Đây là vị trí mang lại tài lộc và thịnh vượng. Hãy đảm bảo rằng khu vực này trong nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng và thoáng khí. Bạn cũng có thể đặt các vật phẩm phong thủy như tượng Tỳ Hưu hoặc Kỳ Lân tại phương vị này để kích hoạt tài lộc, thu hút vận may và bảo vệ tài chính gia đình. Một không gian trong lành và sạch sẽ sẽ giúp thúc đẩy năng lượng tích cực trong nhà, từ đó hỗ trợ bạn trong việc phát triển sự nghiệp và tài chính. Hãy chú ý đến chi tiết này để gia tăng vận may, giữ vững tài chính và tạo dựng một môi trường sống, làm việc tốt cho chính mình. Phương diện sức khỏe. Dưới đây là bài viết chi tiết, sâu sắc và giàu cảm xúc về phương diện sức khỏe cho người tuổi Mậu Tuất năm 1958, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Mỗi phần sẽ được chia sẻ kỹ lưỡng và đầy đủ. Sức khỏe thể chất. Trong khoảng thời gian 7 ngày tới tháng 11 âm lịch này, người tuổi Mậu Tuất cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe thể chất của mình, vì dưới ảnh hưởng của Bạch Hổ hung tinh, có thể gặp phải nhiều vấn đề đáng lo ngại. Cơ thể sẽ dễ bị suy kiệt do làm việc quá sức, căng thẳng hoặc thiếu sự chăm sóc đầy đủ. Bạch Hổ là một trong những hung tinh có thể dẫn đến những tai nạn không mong muốn hoặc gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu không cẩn thận. Với tình trạng sức khỏe như vậy, cơ thể sẽ không còn đủ sức khỏe để chiến đấu lại với các yếu tố ngoại vi, khiến cho hệ miễn dịch suy yếu, dễ bị tấn công bởi vi khuẩn, virus hoặc các bệnh lý truyền nhiễm. Do đó, bạn cần phải học cách lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn, không được ép mình làm việc quá mức khi cơ thể đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đừng quên rằng sức khỏe là vốn quý giá nhất mà chúng ta cần chăm sóc. Cảm giác mệt mỏi là dấu hiệu cảnh báo, là lời nhắc nhở rằng cơ thể đang cần nghỉ ngơi. Ngoài ra, việc ngủ đủ giấc và đảm bảo giấc ngủ sâu cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phục hồi sức khỏe. Một giấc ngủ ngon giúp cơ thể tái tạo năng lượng, củng cố hệ miễn dịch và làm mới lại tinh thần. Chế độ ăn uống lành mạnh cũng sẽ hỗ trợ sức khỏe thể chất, giúp bạn duy trì năng lượng lâu dài, ngăn ngừa sự suy giảm sức khỏe do căng thẳng, lo âu. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng vững chắc để bạn có thể đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống. Sức khỏe tâm lý. Ngoài sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý cũng rất quan trọng trong giai đoạn này. Những căng thẳng và lo âu có thể gia tăng do ảnh hưởng từ các vấn đề sức khỏe hoặc công việc. Tình trạng lo lắng kéo dài có thể làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần, khiến bạn cảm thấy không thể kiểm soát được cảm xúc và tâm trạng. Bạch Hổ hung tinh không chỉ tác động đến thể trạng mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, khiến bạn dễ bị stress, lo lắng và mất kiểm soát trong những tình huống căng thẳng. Để bảo vệ sức khỏe tâm lý, bạn cần học cách điều tiết cảm xúc và giữ một tinh thần thoải mái. Việc tạo ra không gian thư giãn cho bản thân là điều rất cần thiết, bởi vì tâm lý ổn định giúp cải thiện thể trạng tổng thể. Hãy dành thời gian để tìm cho mình những hoạt động giảm stress như nghe nhạc, đọc sách, đi dạo hoặc tham gia các buổi thiền, yoga. Những hoạt động này giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh, giảm lo âu và làm dịu tâm trạng, từ đó giúp bạn cân bằng lại cảm xúc. Ngoài ra, bạn cũng đừng ngần ngại chia sẻ cảm xúc của mình với người thân hoặc bạn bè. Đôi khi, việc trò chuyện với người hiểu và quan tâm đến bạn sẽ giúp bạn xả bớt căng thẳng và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Đừng để những cảm xúc tiêu cực dồn nén, vì điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Tai nạn và bệnh tật. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Mậu Tuất cần đặc biệt cẩn trọng trước nguy cơ tai nạn và bệnh tật. Bạch Hổ hung tinh có thể mang đến những tai họa bất ngờ, đặc biệt nếu bạn không chú ý đến sự an toàn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Các tai nạn nhỏ nhưng có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc các vấn đề sức khỏe lâu dài. Do đó, hãy luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Nếu bạn tham gia vào các hoạt động lao động chân tay, làm việc với các công cụ, máy móc hoặc dụng cụ sắc nhọn, hãy hết sức cẩn trọng. Điều này đặc biệt quan trọng trong những công việc đòi hỏi sức lực lớn hoặc sự tập trung cao. Ngoài ra, việc tham gia giao thông cũng cần phải lưu ý. Khi lái xe, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết xấu, hãy luôn chú ý quan sát và tuân thủ quy tắc giao thông để tránh xảy ra tai nạn. Hãy đặc biệt tránh những công việc hoặc hoạt động mạo hiểm trong thời gian này, vì những nguy cơ có thể ập đến bất ngờ. Sức khỏe của bạn sẽ dễ bị tổn hại nếu không chú ý đến các yếu tố nguy hiểm xung quanh.
Tự bảo vệ mình là cách tốt nhất để tránh các tình huống không mong muốn có thể xảy ra trong những ngày này. Chế độ ăn uống và luyện tập thể dục. Để duy trì sức khỏe trong giai đoạn này, chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bạn nên xây dựng cho mình một thực đơn cân bằng, đầy đủ dưỡng chất, tránh các thực phẩm có thể gây hại cho sức khỏe như đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn hay đồ ngọt. Các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai. Bạn cũng cần uống đủ nước mỗi ngày để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng. Ngoài ra, luyện tập thể dục cũng rất cần thiết trong việc duy trì sức khỏe và cải thiện thể trạng. Các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc dưỡng sinh sẽ không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất mà còn giúp giảm căng thẳng, lo âu. Một cơ thể khỏe mạnh kết hợp với một tinh thần thư giãn sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Hãy nhớ rằng, sức khỏe không chỉ là việc chăm sóc thể chất mà còn bao gồm cả việc chăm sóc tâm lý và tinh thần. Một lối sống lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất và sự nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn bảo vệ cơ thể khỏi những tác động xấu và duy trì sức khỏe lâu dài. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch này, người tuổi Mậu Tuất cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe từ nhiều phương diện, từ việc giữ gìn an toàn trong công việc, tham gia giao thông, cho đến việc chăm sóc sức khỏe tâm lý và thể chất. Mỗi hành động, dù là nhỏ, cũng góp phần giúp bảo vệ cơ thể và duy trì cuộc sống an lành, khỏe mạnh. Về phương diện tình cảm gia đình của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, mối quan hệ gia đình. Trong khoảng thời gian 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Mậu Tuất sẽ cảm nhận rõ rệt sự ảnh hưởng của các yếu tố phong thủy và những mối quan hệ gia đình trong cuộc sống của mình. Gia đình chính là nền tảng vững chắc nhất, nơi bạn tìm thấy sự yêu thương, chia sẻ và sự hỗ trợ từ những người thân yêu. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để bạn xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng hơn về các mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt là sự hòa hợp giữa các thành viên. Bởi dưới sự ảnh hưởng của Bạch Hổ hung tinh, có thể có một số biến động trong quan hệ gia đình, đôi khi là những mâu thuẫn nhẹ nhàng hoặc những sự hiểu lầm giữa các thành viên. Những mâu thuẫn này có thể xuất phát từ áp lực công việc, cuộc sống hoặc từ những vấn đề trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Trong những lúc như vậy, điều quan trọng nhất là bạn cần kiên nhẫn, lắng nghe và thấu hiểu nhau. Đừng để những bất đồng nhỏ nhặt làm rạn nứt mối quan hệ gia đình, bởi vì gia đình chính là nơi bạn luôn cần phải trở về, là nơi có những người luôn sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ. Trong thời gian này, hãy dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ những lo lắng và khó khăn với người bạn đời, con cái hoặc các thành viên khác trong gia đình. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực hoặc những cảm xúc ẩn giấu làm bạn trở nên xa cách với người thân. Sự quan tâm, chia sẻ và đồng cảm sẽ giúp các mối quan hệ trở nên gần gũi và bền chặt hơn. Việc duy trì một không gian gia đình ấm áp, yên bình sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng và tạo động lực để bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Quan hệ vợ chồng. Tình cảm vợ chồng trong thời gian này cũng sẽ gặp phải một số thử thách nhỏ do ảnh hưởng của những yếu tố ngoài luồng, như công việc bận rộn, các vấn đề về sức khỏe hoặc những mâu thuẫn chưa được giải quyết. Dưới ảnh hưởng của Bạch Hổ hung tinh, bạn có thể cảm thấy căng thẳng trong các mối quan hệ tình cảm, đôi khi là cảm giác không được thấu hiểu hoặc những cuộc tranh cãi nhỏ về các vấn đề thường nhật trong cuộc sống. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để bạn nhìn nhận lại sự gắn kết và tình cảm của mình đối với người bạn đời. Dù có những lúc sóng gió, hãy nhớ rằng tình yêu và sự thấu hiểu là nền tảng vững chắc nhất trong mối quan hệ vợ chồng. Nếu bạn và người bạn đời có thể cùng nhau trò chuyện một cách chân thành, lắng nghe nhau và tìm cách giải quyết những mâu thuẫn một cách nhẹ nhàng và hòa hợp, mọi khó khăn sẽ trở thành cơ hội để hai người gắn bó và thấu hiểu nhau hơn. Đừng để những căng thẳng hàng ngày ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai bạn. Dành thời gian cho nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống. Sự chân thành và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ vợ chồng bền vững và hạnh phúc. Mối quan hệ với con cái. Mối quan hệ với con cái trong thời gian này cũng cần được chú ý và chăm sóc đặc biệt. Bạch Hổ hung tinh có thể khiến gia đình bạn gặp phải một số thử thách trong việc nuôi dạy con cái, đặc biệt là trong việc giao tiếp và thấu hiểu nhu cầu của trẻ. Các thế hệ trong gia đình đôi khi có thể có sự khác biệt về quan điểm, cách sống hoặc kỳ vọng. Chính vì vậy, bạn cần kiên nhẫn hơn khi trò chuyện với con cái,
đặc biệt là đối với những đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành. Dành thời gian để lắng nghe con cái của mình, hiểu được những khó khăn và lo lắng mà chúng đang phải đối mặt. Đôi khi, trẻ em không thể bày tỏ hết những suy nghĩ của mình một cách rõ ràng. Vì vậy bạn cần phải tinh ý hơn trong việc nhận diện cảm xúc của con, tránh gây áp lực hoặc áp đặt quá nhiều kỳ vọng. Ngoài ra, việc làm gương mẫu cho con cái cũng rất quan trọng. Con cái học hỏi và noi theo những hành động của cha mẹ. Vì vậy nếu bạn muốn chúng trở thành những người sống có trách nhiệm và hiểu biết, hãy bắt đầu từ chính mình. Cùng nhau tạo ra một không gian gia đình hòa thuận, yêu thương sẽ giúp con cái cảm thấy an toàn và trưởng thành trong một môi trường tốt đẹp. Tình bạn và các mối quan hệ xã hội. Bên cạnh gia đình, tình bạn và các mối quan hệ xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Mậu Tuất. Trong giai đoạn này, mối quan hệ xã hội của bạn sẽ gặp phải một số thử thách do sự thay đổi của môi trường sống hoặc những yếu tố ngoại cảnh. Tuy nhiên, những mối quan hệ này cũng sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nếu bạn biết cách duy trì chúng. Hãy trân trọng những tình bạn đích thực và luôn giữ vững lòng trung thực trong các mối quan hệ. Đôi khi, một cuộc trò chuyện chân thành với bạn bè có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng và có thêm động lực trong cuộc sống. Cũng đừng quên dành thời gian cho những người bạn lâu năm, vì họ sẽ luôn là những người sẵn sàng hỗ trợ bạn vượt qua những thời khắc khó khăn. Tổng kết, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch này, người tuổi Mậu Tuất cần chú trọng đến mối quan hệ gia đình, đặc biệt là sự hòa hợp và hiểu nhau trong các mối quan hệ vợ chồng và với con cái. Dù có những thử thách hay căng thẳng trong cuộc sống, nhưng nếu bạn biết cách duy trì sự quan tâm, lắng nghe và chia sẻ, gia đình sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn. Tình cảm gia đình chính là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy trân trọng những mối quan hệ này và không ngừng xây dựng, bảo vệ để cuộc sống gia đình luôn ấm êm và hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 này là một thời điểm đầy hứa hẹn đối với người tuổi Mậu Tuất, với những cơ hội lớn trong công việc và tài lộc. Tuy nhiên, sự thay đổi sẽ không diễn ra một cách suôn sẻ mà đòi hỏi sự kiên trì, sáng suốt và sự quyết đoán từ cô bác tuổi Mậu Tuất. Dưới đây là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết theo từng giai đoạn của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 11 âm lịch của tử vi của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 11 âm lịch cho thấy, đây sẽ là một khoảng thời gian đầy thử thách nhưng cũng không thiếu cơ hội. Công việc của bạn có thể gặp một vài khó khăn nhỏ, nhưng với sự kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề của bản thân, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những trở ngại này. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, có thể sẽ xuất hiện những mâu thuẫn hoặc hiểu lầm giữa bạn và đồng nghiệp. Vì vậy, việc duy trì một thái độ cẩn trọng trong giao tiếp là rất quan trọng. Bạn cần phải làm rõ các ý kiến, tránh để những bất đồng nhỏ phát triển thành những vấn đề lớn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ trong công việc. Về tài chính, đây không phải là thời điểm để bạn có thể thu về những nguồn lợi lớn. Bạn cần phải chi tiêu một cách hợp lý, tránh những khoản đầu tư mạo hiểm hoặc các quyết định tài chính thiếu suy nghĩ. Mặc dù tình hình tài chính sẽ ổn định, nhưng không có đột biến đáng kể trong giai đoạn này. Thay vì mạo hiểm, bạn nên tập trung vào việc tiết kiệm, quản lý tài chính chặt chẽ và chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội lớn hơn khi đến. Nếu làm việc chăm chỉ và giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống, bạn sẽ nhận được sự công nhận xứng đáng từ cấp trên hoặc đồng nghiệp vào thời điểm này. Tiếp theo là tử vi từ ngày mùng 8 cho đến ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch. Bước sang giai đoạn từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch, vận khí của người tuổi Mậu Tuất có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Những dự án đã bị trì hoãn lâu nay có thể được đẩy mạnh và bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ những người xung quanh. Đây chính là thời điểm thuận lợi để bạn xây dựng và củng cố các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp cũng như khách hàng. Bạn có thể tìm thấy cơ hội thăng tiến trong công việc hoặc hợp tác có lợi. Nhờ sự giúp đỡ từ những người có ảnh hưởng, bạn sẽ có thể mở rộng mạng lưới quan hệ và thúc đẩy công việc trở nên thuận lợi hơn. Về tài chính, những ngày này mang lại sự cải thiện rõ rệt. Những khoản đầu tư trước đó hoặc công việc phụ có thể mang lại lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng trong việc chi tiêu, tránh dung tay quá tráng, vì tài chính tuy có dấu hiệu tăng trưởng nhưng vẫn cần phải được quản lý một cách thận trọng. Bạn có thể nhận được những khoản tiền thưởng hoặc có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ các nguồn ngoài lương chính.
Sự may mắn sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được những thành công đáng kể trong công việc. Đặc biệt, trong giai đoạn này, việc giữ gìn các mối quan hệ giao tiếp là rất quan trọng. Cẩn trọng trong lời nói và hành động sẽ giúp bạn tránh được những hiểu lầm không đáng có, đồng thời duy trì được sự ổn định trong các mối quan hệ công việc. Tóm lại, từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 11 âm lịch, công việc và tài chính của người tuổi Mậu Tuất có những thử thách nhỏ, nhưng nếu giữ được sự bình tĩnh và kiên trì, bạn sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Đến giai đoạn mùng 8 đến mùng 10, vận may sẽ đến với bạn, giúp công việc thăng tiến và tài chính cải thiện. Hãy tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ và giữ vững sự thận trọng trong các quyết định tài chính và giao tiếp. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là những ngày may mắn nhất trong tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Những ngày may mắn nhất trong tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ là một tháng đầy hứa hẹn và cơ hội đối với người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Dưới đây là những ngày may mắn đặc biệt giúp bạn đạt được những thành tựu trong sự nghiệp, tài chính và cuộc sống cá nhân. Ngày 3 tháng 11 âm lịch 2024, bước đột phá trong sự nghiệp và tài chính. Ngày 3 tháng 11 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Mậu Tuất. Dù bạn là người làm công ăn lương hay kinh doanh tự do, sự nghiệp của bạn sẽ ở trạng thái tăng tốc với những cơ hội và thử thách mới liên tục xuất hiện. Đặc biệt, khả năng linh hoạt và khôn ngoan của bạn sẽ được thể hiện rõ nét trong công việc. Bạn không chỉ dễ dàng vượt qua các thử thách khó khăn mà còn có thể nhận được những cơ hội thăng tiến đầy triển vọng. Những dự án đang thực hiện có thể mang lại cho bạn những thành công bất ngờ, mở ra khả năng tăng lương hoặc thăng chức. Về mặt tài chính, đây là thời điểm vàng để người tuổi Mậu Tuất tập trung vào đầu tư. Tầm nhìn tài chính sắc bén của bạn sẽ giúp bạn nhận ra cơ hội, đặc biệt là những khoản đầu tư nhỏ có thể mang lại lợi nhuận lớn. Bên cạnh đó, các mối quan hệ cá nhân của bạn sẽ trở nên hài hòa hơn, giúp bạn kết nối được với những người có sức ảnh hưởng, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài. Quý nhân có thể xuất hiện bất ngờ và hỗ trợ bạn trong công việc cũng như cuộc sống. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024, thành quả sau những nỗ lực không ngừng. Ngày 6 tháng 11 sẽ là thời điểm tuyệt vời để những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong thời gian qua được đền đáp xứng đáng. Người tuổi Mậu Tuất, dù là trong công việc làm ăn hay trong việc xây dựng sự nghiệp cá nhân, đều sẽ gặt hái được thành quả đáng kể. Bạn có thể nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về thu nhập nhờ vào những dự án hợp tác hoặc các kênh đầu tư mới. Đặc biệt, giai đoạn này mở ra một cơ hội hiếm có để bạn phát triển bản thân, học hỏi những kỹ năng mới hoặc cải thiện các năng lực hiện tại. Những bước đi này không chỉ giúp bạn củng cố nền tảng vững chắc cho sự nghiệp mà còn tạo cơ hội lớn cho sự phát triển trong tương lai. Ngoài ra, bạn cũng sẽ cảm nhận được sự thịnh vượng trong lĩnh vực tài chính. Các dự án hợp tác hoặc đầu tư có thể mang lại lợi nhuận và việc quản lý tài chính trở nên khôn ngoan hơn. Đừng ngần ngại nắm bắt những cơ hội nhỏ, vì chính những cơ hội này có thể trở thành bước đệm cho những thành công lớn sau này. Ngày 14 tháng 11 âm lịch 2024, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ngày 14 tháng 11 sẽ mang lại cho người tuổi Mậu Tuất một ngày tràn đầy năng lượng tích cực. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tìm lại sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Bạn sẽ không còn cảm thấy bị áp lực hay căng thẳng, thay vào đó, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui khi hoàn thành công việc và tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè. Sự chăm chỉ và trung thực trong công việc của bạn sẽ được nhiều người nhận thấy và đánh giá cao. Bạn có thể sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo, trở thành nhân vật nòng cốt trong nhóm. Trong lĩnh vực tài chính, bạn sẽ có một nguồn thu ổn định từ công việc chính, nhưng cũng có thể kiếm thêm thu nhập từ các công việc làm thêm, các dự án ngoài luồng hoặc các cơ hội kinh doanh. Đặc biệt, mạng lưới mối quan hệ của bạn sẽ ngày càng mở rộng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Ngày 27 tháng 11 âm lịch 2024, đỉnh cao thành công và tài lộc. Ngày 27 tháng 11 là một ngày đột phá trong sự nghiệp và tài chính của người tuổi Mậu Tuất. Bạn sẽ thể hiện được tài năng và sức mạnh đáng kinh ngạc trong công việc. Với tầm nhìn nhạy bén và khả năng ra quyết định dứt khoát, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Các hợp tác, dự án hay những kế hoạch kinh doanh đều sẽ đạt được kết quả mỹ mãn.
Những thành tích đạt được sẽ không chỉ đem lại cho bạn những phần thưởng tài chính hậu hĩnh mà còn giúp bạn nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Về mặt tài chính, sự may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười với bạn. Tầm nhìn đầu tư của bạn sẽ mang lại lợi nhuận lớn, cho dù đó là các khoản đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản hay những dự án khác. Đây là thời điểm mà các khoản đầu tư của bạn có thể mang lại những kết quả bất ngờ, giúp bạn tăng cường tài sản cá nhân. Hơn nữa, bạn có thể gặp những điều bất ngờ như trúng thưởng, trúng số hoặc nhận được những món quà lớn từ những cơ hội không ngờ tới. Những sự kiện này sẽ giúp bạn liên tục tích lũy được của cải, tạo đà cho một tương lai tài chính vững chắc hơn. Tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ là một thời kỳ tuyệt vời cho người tuổi Mậu Tuất. Những cơ hội nghề nghiệp, tài chính và sự phát triển cá nhân sẽ đến với bạn một cách đầy ắp. Đừng ngần ngại nắm bắt những cơ hội này để tạo dựng một tương lai tươi sáng và thành công. Khám phá những đối tác kinh doanh lý tưởng cho người tuổi Mậu Tuất 1958. Trong cuộc sống, không chỉ có trí tuệ và nghị lực mà việc lựa chọn người bạn đồng hành phù hợp cũng vô cùng quan trọng. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh doanh, sự kết hợp giữa các tuổi có thể tạo ra sức mạnh vô cùng lớn, mang lại tài lộc và thành công. Nếu bạn là người tuổi Mậu Tuất 1958, hãy cùng khám phá những tuổi hợp tác tốt để tạo dựng sự nghiệp vững chắc và phát triển mạnh mẽ trong tương lai. 1. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Tý cộng tác vững mạnh. Khi tuổi Mậu Tuất kết hợp với tuổi Tý trong công việc kinh doanh, cả hai bên sẽ tạo nên một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ. Tuổi Tý thông minh, sắc sảo và đầy sáng tạo, trong khi tuổi Mậu Tuất lại được biết đến với khả năng phân tích sắc bén và sự đáng tin cậy. Sự kết hợp này không chỉ đem lại sự hòa hợp trong công việc mà còn giúp cả hai bên bổ sung cho nhau những kỹ năng còn thiếu. Tuổi Tý có thể giúp tuổi Mậu Tuất phát triển chiến lược mới mẻ, trong khi Mậu Tuất lại giúp Tý thực hiện những kế hoạch một cách tỉ mỉ và chính xác. 2. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Sửu, đôi bạn kinh doanh tinh tế. Mậu Tuất và Sửu là một cặp đối tác lý tưởng trong kinh doanh, đặc biệt khi cả hai đều sở hữu giác quan kinh doanh nhạy bén. Tuổi Sửu với tính cách cần cù, kiên nhẫn sẽ luôn làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất. Ngược lại, Mậu Tuất lại có khả năng đọc vị được tâm lý người khác, giúp xây dựng các mối quan hệ công việc bền vững. Cùng nhau, họ tạo ra một nền tảng vững chắc, giúp công ty phát triển bền vững và ổn định. Mặc dù đôi lúc Mậu Tuất có thể cảm thấy sự làm việc quá chậm rãi của Sửu không đủ nhanh nhạy, nhưng sự kiên nhẫn sẽ giúp cả hai đi đúng hướng. 3. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Dần, đế chế thịnh vượng. Khi tuổi Mậu Tuất và tuổi Dần hợp tác kinh doanh, họ sẽ tạo nên một đế chế phát triển mạnh mẽ. Tuổi Dần có sức mạnh tinh thần, dũng cảm và sự sáng tạo, còn tuổi Mậu Tuất lại nổi bật với tính trung thành và sự kiên định. Mối quan hệ giữa hai tuổi này được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng và khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, đôi khi tuổi Dần có thể thiếu kiên nhẫn, điều này có thể gây ra những mâu thuẫn nhỏ trong công việc. Tuy vậy, sự thông minh và cứng rắn của tuổi Mậu Tuất sẽ giúp hóa giải mọi bất đồng một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. 4. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Mão kết hợp tạo nên sự sáng tạo. Khi Mậu Tuất kết hợp với Mão, họ tạo ra một đội ngũ vững mạnh và sáng tạo. Tuổi Mão có khả năng đưa ra những ý tưởng mới mẻ, đôi khi còn vượt xa sự tưởng tượng của người khác. Mậu Tuất, với tính cẩn thận và tỉ mỉ, sẽ là người giúp hiện thực hóa những ý tưởng đó thành kết quả thực tế. Cả hai sẽ hợp tác tốt trong việc tạo ra những dự án sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nơi Mậu Tuất sẽ là người phân tích các cơ hội đầu tư, còn Mão sẽ là người phát triển các chiến lược dài hạn. 5. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Thìn cùng nhau bảo vệ thành quả. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Thìn kết hợp sẽ giúp bảo vệ nhau trong công việc, đặc biệt trong những tình huống khó khăn. Tuổi Thìn may mắn với các vấn đề tài chính và có khả năng tạo dựng thành công từ những cơ hội bất ngờ. Mậu Tuất, với sự ổn định và cẩn trọng, sẽ giúp duy trì sự phát triển lâu dài và bền vững. Tuy nhiên, cả hai cần phải hiểu rõ mục tiêu của nhau để tránh những xung đột không đáng có. Sự thận trọng của Mậu Tuất đôi khi có thể khiến Thìn cảm thấy thiếu quyết đoán, nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý, mọi vấn đề sẽ được giải quyết tốt đẹp. 6. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Tỵ cộng tác thông minh. Khi tuổi Mậu Tuất kết hợp với tuổi Tỵ, họ sẽ tạo thành một cặp đôi rất mạnh trong công việc. Cả hai đều sở hữu tài năng giao tiếp xuất sắc và khả năng đánh giá tình huống chuẩn xác.
Tuổi Tỵ không chỉ dựa vào lý trí mà còn có trực giác sắc bén, giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn trong kinh doanh. Sự kết hợp này sẽ tạo ra một môi trường làm việc thông minh, hiệu quả và phát triển liên tục. Đặc biệt, tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò là người dẫn đầu trong việc tìm kiếm cơ hội mới, trong khi Mậu Tuất sẽ giúp duy trì sự ổn định cho công ty. 7. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Ngọ, kinh doanh hướng tới tương lai. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Ngọ là sự kết hợp hoàn hảo trong các công việc liên quan đến du lịch và khám phá. Cả hai đều yêu thích sự thay đổi và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Điều này giúp họ dễ dàng bắt nhịp với các xu hướng thị trường hiện tại. Mậu Tuất sẽ đóng vai trò là người thực hiện các kế hoạch kinh doanh cẩn thận, còn Ngọ sẽ là người sáng tạo ra các chiến lược mới mẻ và hấp dẫn. Với sự kết hợp này, công việc kinh doanh của họ sẽ không chỉ phát triển nhanh chóng mà còn tạo dựng được uy tín lớn trong lĩnh vực mình chọn. 8. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Mùi đồng lòng xây dựng sự nghiệp. Mậu Tuất và Mùi sẽ là một cặp đôi rất ăn ý trong công việc, đặc biệt khi Mậu Tuất có khả năng giao tiếp tốt và Mùi lại sở hữu những kỹ năng ngoại giao tuyệt vời. Mậu Tuất có thể đại diện cho công ty trong các cuộc gặp gỡ với đối tác, khách hàng, trong khi Mùi sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và đúng tiến độ. Sự kết hợp này giúp họ xây dựng được một môi trường làm việc đáng tin cậy và phát triển tốt. 9. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Thân, hợp tác vững mạnh. Trong mối quan hệ làm ăn, tuổi Thân thường là người đứng đầu, còn Mậu Tuất sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Tuổi Thân có khả năng thuyết phục khách hàng và tạo dựng mối quan hệ đối tác, còn Mậu Tuất sẽ giữ vai trò duy trì những quan hệ đó lâu dài. Công việc của cả hai sẽ phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự năng động của Thân và sự đáng tin cậy của Mậu Tuất. 10. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Dậu, tài chính và kinh doanh. Khi hợp tác, tuổi Mậu Tuất và tuổi Dậu sẽ phát huy rất tốt thế mạnh trong các lĩnh vực tài chính. Tuổi Dậu cẩn thận và ít khi tham gia vào các dự án mạo hiểm, trong khi Mậu Tuất sẽ là người đáng tin cậy trong việc phát triển các chiến lược tài chính. Mối quan hệ giữa hai tuổi này giúp công việc kinh doanh ổn định và phát triển lâu dài. 11. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Tuất cùng xây dựng tập thể vững mạnh. Khi tuổi Mậu Tuất kết hợp với tuổi Tuất, họ sẽ cùng nhau xây dựng một nền tảng vững chắc trong công việc. Cả hai đều là những người có tinh thần làm việc nghiêm túc và trung thực. Điều này giúp họ duy trì được sự ổn định trong công việc. Sự kết hợp giữa hai tuổi này tạo ra một môi trường làm việc công bằng và hiệu quả. 12. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Hợi, cộng tác hài hòa. Tuổi Mậu Tuất và tuổi Hợi tạo nên một mối quan hệ làm ăn hài hòa và ổn định. Mậu: nhân sinh cảm ngộ, tìm kiếm an lạc qua những lời Phật dạy. Cuộc sống này quả thật là một hành trình dài, đầy những thử thách cam go và không ít lần chúng ta phải đối mặt với những cơn sóng cảm xúc dùi dập, với lo âu, buồn phiền và những biến cố không thể đoán trước. Mỗi con người, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, đều mong muốn tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Tuy nhiên, trong thế giới đầy ắp sự cạnh tranh và bon chen, không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được con đường bình yên ấy. Vậy làm sao để tìm lại sự an lạc trong tâm hồn? Làm sao để thay đổi vận mệnh và sống một cuộc đời viên mãn, tự tại? Lời Phật dạy, dù đã được truyền lại qua hàng nghìn năm, vẫn là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta. Không chỉ là những triết lý vĩ đại mà còn là kim chỉ nam giúp mỗi người tìm thấy sự bình an trong cuộc sống này. 1. Sống với tấm lòng từ bi, bí quyết của hạnh phúc. Lời Phật dạy về lòng từ bi không phải là một khái niệm xa vời, mà là một giá trị thực tiễn mà mỗi người có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Từ bi, theo nghĩa rộng, không chỉ là khả năng yêu thương con người mà còn bao gồm việc đồng cảm và chia sẻ nỗi đau, khó khăn của mọi loài sinh linh trong vũ trụ. Phật dạy rằng từ bi là khả năng yêu thương không phân biệt, là sự bao dung và khoan dung, là lòng nhân ái đối với tất cả mọi người, từ những người thân yêu cho đến những người xa lạ, từ con người đến thiên nhiên và tất cả sinh vật sống quanh ta. Khi bạn sống với lòng từ bi, bạn không chỉ mang lại niềm vui và sự an lạc cho người khác, mà chính bạn cũng nhận lại được sự bình yên trong tâm hồn. Lòng từ bi giúp bạn vượt qua được những cảm xúc tiêu cực như giận dữ hay hận thù, thay vào đó là một tâm hồn rộng mở, dễ tha thứ và dễ chịu. Bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn hay bất lực khi đối mặt với khó khăn, vì khi yêu thương mọi sinh linh xung quanh, bạn sẽ nhận ra rằng mình không phải đi qua cuộc sống này một mình. Lòng từ bi cũng không chỉ thể hiện ở việc đối xử tốt với người khác, mà còn là cách bạn đối xử với chính bản thân mình. Một người biết yêu thương chính mình,
không tự phê phán hay làm tổn thương bản thân, sẽ có được một tâm trí an yên. Lòng từ bi với bản thân không phải là sự nuông chiều, mà là sự chăm sóc, hiểu biết và tha thứ cho chính mình khi mắc sai lầm. Khi bạn biết yêu thương chính mình, bạn cũng sẽ mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho cuộc đời mình. 2. Buông bỏ tham, sân, si, chìa khóa tự do. Một trong những nguyên tắc quan trọng mà Đức Phật dạy là việc buông bỏ ba thứ: tham, sân, si. Tham, sân và si chính là những yếu tố khiến con người chịu khổ đau. Tham lam khiến chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ, khiến chúng ta luôn tìm kiếm thêm và thêm nữa mà không biết rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở những thứ bên ngoài. Sân hận làm chúng ta luôn sống trong căng thẳng, bực bội, gây ra mâu thuẫn và đau khổ cho chính mình và người khác. Si mê là trạng thái của tâm trí không sáng suốt, khi chúng ta bị mê hoặc bởi những thứ tạm thời, dễ bị lừa dối bởi vẻ ngoài của sự vật. Buông bỏ tham, sân, si không có nghĩa là chúng ta không còn mong muốn thành công, không còn khát khao hạnh phúc hay không còn cảm xúc. Điều này có nghĩa là chúng ta không để cho những ham muốn thái quá hay những cảm xúc tiêu cực chi phối, làm mờ đi tầm nhìn của mình. Buông bỏ tham lam giúp chúng ta nhận ra rằng sự thỏa mãn không phải đến từ việc có được mọi thứ, mà là từ sự biết đủ và cảm ơn những gì đang có. Buông bỏ sân hận là sự giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, giúp ta sống trong hòa bình và thanh thản. Buông bỏ si mê là khi chúng ta nhìn nhận cuộc sống một cách rõ ràng, không bị mờ mắt bởi những cám dỗ bên ngoài. Khi buông bỏ được ba thứ này, bạn sẽ cảm thấy tự do. Tự do không phải là được làm những gì mình muốn, mà là không bị chi phối bởi những điều không đáng có, là khả năng làm chủ bản thân và sống một cuộc đời hạnh phúc, bình an. 3. Sống chân thật, con đường đến thành công. Đức Phật đã dạy rằng, sống chân thật là một trong những con đường dẫn đến thành công và hạnh phúc. Sự chân thật trong lời nói, hành động và suy nghĩ giúp chúng ta xây dựng được lòng tin và tạo dựng những mối quan hệ bền vững trong cuộc sống. Sống chân thật không chỉ là nói ra sự thật mà còn là hành động với lòng chân thành, sống đúng với bản chất của mình, không giả dối, không che giấu. Khi bạn sống chân thật, bạn sẽ không phải lo lắng về việc che giấu sự thật hay sợ hãi về những hậu quả của lời nói dối. Bạn có thể nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với mọi vấn đề một cách bình tĩnh, lý trí và đầy tự tin. Sự chân thật giúp chúng ta sống trong sáng suốt và dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Không những thế, khi bạn sống thật, bạn sẽ được người khác tôn trọng và yêu quý. Sự giả dối, dù có thể che giấu trong một thời gian, nhưng cuối cùng sẽ bị phát hiện, và khi đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả. 4. Chấp nhận sự vô thường, sống trong hiện tại. Một trong những giáo lý sâu sắc của Phật giáo là sự hiểu biết về vô thường. Vô thường có nghĩa là mọi thứ đều thay đổi và không có gì tồn tại mãi mãi. Các mối quan hệ, sức khỏe, công việc, thậm chí là cảm xúc của chúng ta cũng đều có thể thay đổi theo thời gian. Khi hiểu và chấp nhận sự vô thường, chúng ta không còn lo lắng về quá khứ hay tương lai, mà sống trọn vẹn với hiện tại. Chấp nhận sự vô thường không có nghĩa là chúng ta dễ dãi với mọi thử thách, mà là chúng ta học cách thích nghi và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Những thử thách, dù lớn hay nhỏ, rồi cũng sẽ qua đi. Chấp nhận sự thay đổi giúp chúng ta sống bình tĩnh, không bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực hay sợ hãi khi đối diện với thử thách. 5. Thực hành thiền định, con đường tới tâm an. Cuối cùng, Phật dạy rằng thiền định là phương pháp giúp thanh lọc tâm hồn, tĩnh tâm và tìm ra sự an lạc trong cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, với những bộn bề lo toan, thiền định trở thành một phương pháp tuyệt vời để chúng ta tìm lại sự cân bằng. Khi ngồi thiền, bạn sẽ cảm nhận được những lo âu, phiền muộn dần tan biến và tâm trí bạn trở nên nhẹ nhàng, trong sáng. Thiền không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn giúp bạn nhận ra bản chất của cuộc sống để từ đó nhìn nhận mọi vấn đề một cách sâu sắc và rõ ràng hơn, kết luận, thay đổi từ bên trong. Những lời dạy của Đức Phật không chỉ là những triết lý cao siêu mà là những nguyên tắc sống đơn giản, dễ áp dụng nhưng vô cùng sâu sắc. Khi bạn sống với lòng từ bi, buông bỏ tham sân si, sống chân thật, chấp nhận sự vô thường và thực hành thiền định, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, an lạc hơn. Những thay đổi từ bên trong sẽ dẫn dắt bạn đến một cuộc đời viên mãn, đầy đủ yêu thương và hạnh phúc. Khi chúng ta thay đổi bản thân, thế giới xung quanh cũng sẽ thay đổi theo. Hãy để những lời Phật dạy trở thành ngọn đèn soi sáng trên con đường cuộc sống của bạn. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958.
đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.